Có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao xã hội chỉ cho phép một vợ một chồng mà không phải là một vợ 10 chồng hay là một chồng 10 vợ? Tất cả đều mang đến hạnh phúc cho nhau mà, có gì sai đâu ta? Thật là đó nha. Điều này đã từng xảy ra vào hàng ngàn năm trước, vào cái thời kỳ phong kiến, vào cái thời kỳ mà chúng ta còn phân chia giai cấp về vua chúa. Đối với vua thì có tới hàng ngàn cung tần mỹ nữ xếp hàng hàng đêm đợi vua. Đối với chúa thì có hàng trăm, còn ở cấp quan lại thì có hàng chục, và được công khai và cho phép một cách thoải mái. Thậm chí các bậc vua quan còn có một cái đặc quyền là khi đi ra đường, nếu gặp người con gái nào hợp mắt thì có thể kéo về làm tỳ thiếp luôn. Nghe tới đây thì chắc chắn sẽ có nhiều bạn nói: ôi sao mà sướng thế, ước gì được quay về thời đó. Nhưng mà bậy đó nha, bậy á. Nhưng mà đi nhà ngủ nha. Có một cái sự thật mà mình cũng vừa mới biết, đó chính là Việt Nam ta cũng đã từng có một chế độ hôn nhân đa thê, và luật chỉ mới sửa thành một vợ một chồng sau khi nước ta kết thúc cái chế độ phong kiến xâm lược vào năm 1959, tức là chỉ vừa mới hơn 60 năm. Đó là con người, có luật pháp, có xã hội. Vậy thì con vật thì sao? Cái sự chung thủy có xuất hiện giữa các con vật hay không? Chính bản thân mình cũng rất là thắc mắc về điều này, cho nên đã phải đi tìm hiểu và phát hiện ra rằng giữa các con vật cũng có những cái bộ luật riêng do chính mẹ thiên nhiên tạo ra, và trong đó có luôn cái luật hôn nhân đó nha. Trước khi vào chủ đề chính thì cho mình xin 3 giây dành cho quảng cáo. Đó chính là hiện nay mình cũng có làm cái dịch vụ về vệ sinh, bảo trì và bảo dưỡng điện lạnh. Bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ vào cái số hotline dưới đây nha. Ok, bây giờ giao việc. Hello, mình là Nam Ngô, và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Loài đầu tiên, thủy tổ của con người, chỉ thông minh sau con người, chính là loài vượn. Do sở hữu bộ não nhiều nếp nhăn hơn các con vật khác, cho nên chúng ý thức được khi yêu ai là phải yêu hết mình, yêu một lòng một dạ. Cái này giống tôi nè. Yes. Không lăng nhăng vớ vẩn. À? Chúng dành rất nhiều thời gian để ve vãn và kết đôi với bạn tình. Sau khi ký kết hợp đồng hôn nhân thông qua một đứa con, chúng hầu như sẽ phân chia vai trò rõ ràng. Con đực sẽ đi kiếm thức ăn và con cái sẽ ở lại hang chăm con. Khi ông bố đi làm về thì sẽ dùng thời gian còn lại của mình trong ngày để chải chuốt cho vợ con. Quả thật là một gia đình văn hóa và hạnh phúc. Hình tượng đôi thiên nga quấn lấy nhau mà chúng ta thường thấy trong những cái buổi tiệc đám cưới chính là cái biểu tượng rõ ràng nhất để chứng minh cho cái sự chung thủy. Sự kết hợp với nhau tạo thành hình trái tim của thiên nga đã được lấy làm biểu tượng cho tình yêu. Khi kết hợp với nhau, thiên nga đực và cái sẽ chung sống với nhau trong rất nhiều năm. Cả hai sẽ cùng bảo vệ lãnh thổ, ấp trứng và cùng nhau nuôi con. Chẳng may một trong hai con mất đi thì nó sẽ quyết định không cặp với bất kỳ một con nào khác mà vẫn đi một mình. Vì vậy, đây là loài chim biểu tượng cho sự thủy chung, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Phải nói là quá ngưỡng mộ luôn. Kền kền là một cái loài có ngoại hình xấu xí và có ấn tượng xấu với con người do cái việc mà chúng rất là thích ăn xác thối. Tập trung bầy đàn, bắt nạt và giành giật thức ăn với các loài động vật săn mồi khác. Bản tính thì nghe có vẻ xấu xa và hung ác, nhưng ông trời không lấy hết tất cả của ai điều gì. Bọn này lại được trao cho một cái sứ mệnh cao cả trong tình yêu. Khi một đôi được hình thành và xác định tình trạng hôn nhân, chúng sẽ luôn bám sát nhau, quan sát xem đối tượng còn lại có ý định bậy bạ gì hay không. Nếu có thì ngay lập tức con còn lại sẽ bay vô cơm bát bé tiểu tam ngay lập tức. Cạnh mè cạnh chùa quá. Nói cho chính xác hơn là loài này có khả năng đánh ghen nha các bạn. Mà các bạn có thể hình dung với kích thước to lớn và bản năng hung tàn, nếu có xảy ra những cái cuộc đánh ghen thì sẽ như thế nào rồi đó. Nghe mà không dám tưởng tượng ra luôn. Chúng ta hay nghe về hình tượng một chú chó sói cô độc. Đúng là như vậy khi loài người bắt gặp chúng đang trong cái trạng thái săn mồi hay là bảo vệ lãnh thổ. Nhưng sau khi thực hiện các nhiệm vụ đấy xong, chúng cũng về nhà và báo cáo với nóc nhà đàng hoàng, sinh hoạt với gia đình đầy đủ. Yes! Sói là loài động vật rất thủy chung, cả đời chỉ yêu một người bạn đời. Dù cho con sói kia có lìa đời thì cái con sói còn lại vẫn sẽ sống cô độc tới già. Thật ra thì sói không hề máu lạnh, vô tình như trong tưởng tượng của chúng ta. Một gia đình sói sống hạnh phúc gồm một sói đực, một sói cái và con của chúng. Nhiều người đã ví gia đình của sói giống như là gia đình của loài người. Với loài mối, mối đực sau khi mà ỏi e với lại mối chúa thì chúng sẽ sinh sống với nhau và cùng nhau cai quản vương quốc của chúng. Không như loài kiến chỉ có một queen, tức là kiến chúa sẽ giữ vai trò quan trọng nhất
trong việc sinh sản và duy trì đàn. Khi Queen chẳng may ngưỡng của tỏi thì từ từ đàn kiến đó sẽ ra đi. Với cấu trúc tổ cũng rất chặt chẽ và phức tạp như loài kiến, tổ mối được xem là cả một công trình và xã hội với từng lớp, mối chúa, mối vua, mối lính, mối thợ, mối cánh. Mỗi một nhân vật giữ một cái vai trò đúng với tên gọi của chúng. Mối sinh sản rất nhanh vì vua và chúa của vương quốc này rất có tâm. Thú thật, đây là một cái tình yêu mà mình không ủng hộ cho lắm, vì chúng rất có hại cho những cái thân cây, những cái công trình do con người tạo ra. Một khi chúng đã xâm nhập vào nhà bạn thì rất khó để mời ra. Và đặc biệt, nếu nhà bạn có nhiều vật dụng được làm bằng gỗ thì sẽ còn là một nỗi ám ảnh khủng khiếp đấy nha. Đại bàng đầu trắng, hay còn gọi là đại bàng hói, chúng được xem là biểu tượng của Hoa Kỳ. Trừ khi một trong hai bị đăng xuất hoặc là không có khả năng sinh sản thì con còn lại sẽ đi tìm một cái cá thể khác để duy trì nòi giống. Đại bàng đầu trắng luôn sống thành từng cặp với nhau và chung thủy đến suốt cuộc đời. Mặc dù sống bên cạnh nhau cả đời như vậy, nhưng cách sống của chúng giống như là ly thân, ai tự lo người nấy. Khi một trong hai không săn được mồi, con còn lại cũng mặc kệ. Việc tôi làm, việc ông làm, ông đói thì cũng kệ ông. Cái này mà kêu thân vậy, nên là thân ai nấy lo chứ thân gì. Chúng không chia sẻ cho partner của mình bất cứ cái gì. Ngay cả con của chúng cũng có thể bị giành phần nếu như cha mẹ của chúng bị đói. Không giống như các loài đại bàng khác ăn xác thối, đại bàng hói có khả năng săn mồi rất mạnh. Chúng bay trên không, có thể chạy trên mặt đất và thậm chí có thể bơi được dưới nước. Wow, này thứ dữ rồi. Mọi thứ trong tầm mắt của nó đều có thể trở thành con mồi của loài chim này. Các ghi chép cho thấy một con đại bàng hói đầu đã cố gắng ngoậm gáy một con gấu Bắc Mỹ to lớn. Có thể là do bộ lông của đối thủ quá dày cho nên không thể ra tay. Chính vì vậy mà chúng đành phải chịu thua. Điều này cho thấy chúng là một loài chim cực kỳ to gan và được xem là đại diện cho tinh thần dũng cảm. Không chỉ vậy, đại bàng đầu hói còn công khai gây thù với con người. Chúng cướp những cái sản phẩm đánh bắt của các ngư dân ở trên biển và trên đất liền luôn. Chúng xử lý những cái con cừu non của người chăn gia súc, thậm chí là cả cừu trưởng thành. Một thống kê thú vị cho thấy tỷ lệ ly hôn của đại bàng đầu trắng thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ ly hôn ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ ly hôn ở nước này đã vượt quá con số 50%. Vậy là cái biểu tượng này nó cũng hơi sai sai à nghe. Đó chính là 6 loài động vật theo mình tìm hiểu mà có cái tinh thần trách nhiệm đối với gia đình nhất. Động vật là loài vật bậc thấp, con người chúng ta là động vật bậc cao. Ngay chính chúng nó đây còn có một cái trách nhiệm một vợ một chồng, thì các ông chồng chúng ta đừng có mà lén phén. Gia đình là số 1 nha. Anh em nghĩ sao về những cái loài vật vừa rồi? Còn những con nào mà anh em biết có cái tính thủy chung hơn như vậy không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Nếu hấp dẫn, mình sẽ làm một cái video riêng về nó luôn. Sẽ còn rất là nhiều điều hay ho ở những cái video tiếp theo. Anh em đón xem nhé. Bye bye.